Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông số 15 công an thành phố Hà Nội đã xây dựng triển khai kế hoạch xử lý xe quá tải quá khổ nhằm kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quá tải trọng, thay đổi kết cấu thùng xe, bốc xếp hàng hóa quá tải để lập lại trật tự an toàn giao thông. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin 141. Liên tục trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông đội 15 đã kiểm tra xử lý xe quá khổ quá tải và xe cơi nới thành thùng gây mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn. Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì các lái xe đã báo nhau để né tránh. Chúng tôi sẽ phải khảo sát trên cái cung đường nào mà hay có nhiều xe chạy qua, và thứ hai là rà soát trên địa bàn ba huyện thì làm sao nắm được các cái bến bãi cũng như là các chủ kinh doanh vận tải chở vật liệu xây dựng. Thì từ đó để chúng tôi, một là bên cạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục ra thì cũng đã yêu cầu các chủ bến bãi rồi, cũng như là chủ các đầu xe là nên để ký cam kết. Các tuyến đường quốc lộ ngoại thành không bị cấm giờ đối với xe tải, nên chỉ cần lực lượng chức năng không tuần tra kiểm soát là xe tải hoạt động hết công suất. Do chế tài xử phạt đối với các xe quá tải trọng là rất nặng, lên tới hàng chục triệu đồng, nên các lái xe tải cũng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Đối với những cái trường hợp xử lý xe quá khổ quá tải thì cũng là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất tại vì xe người ta xe trọng tải lớn. Thì cũng chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều cái trường hợp mà lái xe không chấp hành, mà kể cả khóa cửa xe rồi bỏ đi. Thì đối với những trường hợp này thì cái vấn đề cẩu kéo thì gặp rất nhiều khó khăn, tại vì là không có cái loại, chúng tôi thì cũng chưa có cái loại cẩu kéo nào để có thể trưng dụng để có thể kéo được những cái xe đấy về cái nơi để chúng tôi có thể tiến hành cân. Thì đối với những trường hợp này thì chúng tôi cũng sẽ mời các chủ xe cũng như là chủ các công trình xây dựng mà quản lý các xe này mời lên để yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm cái quy định để chúng tôi có thể tiến hành xử phạt theo quy định. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, hư hỏng đường xá, đặc biệt tại các tuyến đê trong mùa mưa bão, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải và xử lý nghiêm các chủ xe cố tình vi phạm.